Ơi, mến chào các bạn. Cái máy này mua lâu lắm rồi nè các bạn nè. Máy này là hồi đó nguyên một cái bình này luôn nè. Là mua hồi coi. Hồi năm ngoái Tết, hồi trước Tết của năm kia. Ôi, cũng lâu lắm rồi, trước cũng lâu lắm. Cái bình này thì hồi đó mình mua là lúc đó là nguyên com lê vậy nè. Có 600 ngàn cho mấy các bạn. Nó có cái dây này. Có dây này tới đây mà nó lại bị thiếu cái đoạn mà đoạn này. Dây của Nhật nè các bạn thấy không? Bấm sáng choang ha. Đó, nó lại thiếu cái mà cái cần này mình gắn cần này vô. Mua cần gắn vô. Thế này hồi xưa là cái lúc đó đợt đó nó về rẻ lắm. Đợt đó về là cứ một cái về là 600. À 500, 500. 600 à 500, 500 à 600 đúng rồi. 600 ngàn một cái này, hồi đó mình lấy về mình bán là có 8 xì một cái thôi. Mình bán lời 2 xì, 8 xì một cái thôi. Một cái bộ như mình bán ra, mình lấy đâu, mình lựa được đâu 5-6 cái. Trường cái này để lại xài. Mà các bạn biết tới mấy năm rồi giờ mình mới lấy ra nè. Lấy ra mà quất một phát là nổ các bạn. Giờ mình pha thuốc nè các bạn thấy không? Để mình xịt ba cái rong nè. Đó, thì cái dòng mà dòng tại sao dòng này rẻ là nó xài cái bơm mở bơm cánh quạt nè các bạn. Cái loại máy loại này nha mà nó mà xài cái bơm mở bơm bê tông á. Bơm bê tông nó mới mắc tiền, nó bơm mấy giống như cái mấy cái đầu mà mấy đầu bơm kia kìa. Mới mắc tiền chứ còn thứ này nó rẻ. Thứ bơm cánh quạt này ra rẻ. Là hàng 7 lúc nó về hồi đó là có 6 xị cái thôi. Mình thấy cái này đẹp mình để lại. Để lại thì công nhận nói chung cũng ngon lắm. Đây, mình giật một cái là nổ. À. Đã chưa? À, bắn xa lắm, cái này là chưa hết ga nha, hết ga nữa nè, à, thấy không? Bắn ghê chưa? Khủng khiếp chưa? Nhưng mà cái thằng này á, này là nó chạy phải cái tua, nó phải đủ tua thằng bơm cánh quạt này nè, bởi vậy nên cái giá của nó rẻ. Con này là con Echo. Kêu rít nào đó. Thành ra cái dòng mà dòng bơm này là nó rẻ, mà cái đầu này thì mình nghĩ là không có lấy gắn vô máy cắt cỏ được, tại mình thấy cái tum vậy mình nghĩ chắc gắn được đâu đó. Được có cái thằng này nó nhảy nổ bạn đó, bỏ cả 2 năm trời rồi mà về trực phát là nổ. Thôi giờ mình đi xịt cái đã. Giờ đi xịt cái đã. Xịt vòng vòng ba cái rong này. Cái này rất là mới này, không rửa không gì các bạn thấy. Rồi nó rất mới cho nên mình để lại mình xài chơi. Đó, bình đó nè. Ở đây nó có đồ để gài cần vô. Vòi này là vòi zin của nó đó, vô như mình xài mình gài vô đây, mình gài cần vô đây đeo đi đó, vậy thôi không?
cái bơm này, nói chung cái dòng ở dòng này ở đây nó có cái nút để mình xả gió ở dưới nè, xả gió nước ở dưới nè. Ở đây là đường nước hồi, ví dụ như dư nó hồi về, mình bóp đây thì nó sẽ nhả van, nó hồi về lên bình luôn, nó không bị nghẹt ha. Thành thử ra nó đòi hỏi phải ga lớn thì nó mới phóng ra đây được. Thôi giờ làm việc thôi các bạn, làm việc thôi. Năm xị nhớ coi, năm xị à, năm xị các bạn, năm xị chứ không phải sáu xị, năm xị à, hồi đó mua năm xị đúng rồi, mua 500.000 à. Nguyên cái thùng nguyên bộ này năm xị thôi, không phải sáu xị, quên, năm xị.